Tại em cấy ruộng được không? Tại vì em chỉ có khả năng may vá mẫu mã rồi thôi, còn quản lý là em rất là tệ. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời các bạn. Chào anh Linh, chị chào, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Hiếu, em 28 tuổi, em đến từ Nghệ An. Hiện tại em đang làm việc ở Bình Tân, ngành xuất nhập khẩu. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Phạm Thị Mai Sương, em đến từ Đồng Nai. Năm nay em 28 tuổi, hiện tại thì đang làm việc ở Phú Nhuận. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì em? Em biết may vá chị, tính tình em vui vẻ. Còn điểm yếu thì em hơi hậu đậu chút xíu. Em không biết nấu ăn. Ủa, biết may vá lại không biết nấu ăn? Dạ. Ai ngộ vậy? Hồi xưa giờ ai cũng hỏi em câu đó hết đó chị. Thật ra xưa giờ em là đầu bếp chính không à. Ở trong nhà lúc nào em cũng nấu ăn mười mấy năm nay luôn á. Nhưng mà đồ ăn em nấu chịu khó ăn thì cũng được. Bạn trai bên kia mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, cũng dễ nói chuyện, vui tính. Nhược điểm của em là hay quên. Quên luôn. Anh ở Sài Gòn được không? Chứ giờ về quê thì em không biết làm cái gì hết trơn á. Anh dạy cho. Chắc là em cấy ruộng được không? Ừ. Cấy lúa. Dạ em có thấy qua rồi, em có thấy rồi. Chắc là em học cũng nhanh á. Nhưng mà anh đừng bắt em nấu cơm. Anh cũng chả biết nấu cơm luôn. Hai em mình là hợp nhau đấy. Vậy thôi đi ăn tiệm cũng được anh. Rồi bây giờ bạn gái, sắp tới thì trong đầu bạn suy nghĩ bạn sẽ tìm một mối tình, một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Dễ tính một chút, hay nhớ dai một chút để nhớ giùm mấy cái đồ đạc em hay để ở đâu. Bên kia nãy quên đó. Không sao đâu anh. Thì mai mốt chắc là em để em viết nốt lại. Cao thì đương nhiên là càng cao càng tốt, nhưng mà 1m65 cũng được. Tối thiểu là 1m65. Mình chỉnh chu trong ăn mặc chút xíu. Nói chung là em cũng không cần phải đẹp dữ lắm đâu, nhưng mà mình để ý ăn mặc gọn gàng, lịch sự, nói chuyện thì có duyên một chút. Đó, nãy giờ anh nói cũng có duyên đó, nói ra ăn cười chứ đó. Được rồi. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Nói nhiều rồi, nhiều khi không có để ý rồi mà tính em hay giận á. Thích được giận và thích được năn nỉ. Có thường em hay nói nhiều không em? Dạ, em nói nhiều lắm. À thế thì chắc là anh ít nói. Vì trong người anh nó hai quan điểm. Là khi một cuộc nói chuyện thì lúc nào anh cũng muốn là cuộc nói chuyện đó nó vui vẻ. Nên thường nếu mà em nói nhiều thì anh sẽ lắng nghe. Em mà không nói thì anh sẽ chọc thì em cười. Bên kia nghe thấy được đạt được bao nhiêu phần trăm cái tiêu chuẩn bên này đưa ra? Theo em khoảng 80 chị ơi. Cao dữ vậy đó hả? Bên đó đưa ra tiêu chuẩn lại coi. Bạn nữ cao tầm 1m56 trở lên. Rồi có luôn. Da trắng xíu. Dạ em không có được trắng lắm. Trắng xíu thôi mà. Một người trắng xíu thôi. Suy nghĩ nó năng động tí, có nghĩa là một người của gia đình, nhưng mà khi ngoài xã hội lại là một người năng động. Với tính cách đừng có cảm ràm quá. Những người ta thường nói là giàu vì bạn mà sang vì vợ á. Em muốn người vợ như vậy. Sao nó trừu tượng quá vậy? Để em qua coi có sang gì vợ không. Ô chào em. Dễ thương. Sang vì vợ được đấy. Em nãy giờ nghe anh kia em tưởng tượng ảnh là người thế nào? Em cảm giác chắc cũng hơi cao cao ấm ấm. Cao cao nhưng mà tính cách nãy giờ nói chuyện em có thích không? Em nghĩ là hơi khó tính. Anh dễ lắm. Một cái mẫu người chuẩn nào không để anh coi có giống không? Hơi cao xíu nha, em thích Quang Bảo với Hứa Vĩ Văn. Nãy anh kia anh yêu cầu là một người vợ của gia đình, nhưng em lại không có biết nấu nướng gì hết trơn. Dạ không, em hồi xưa giờ làm đầu bếp chính. Nhưng mà quan trọng là người ta có chịu ăn đồ ăn em nấu không. À vậy thôi, còn may vá kêu thùa thì tốt rồi. Dạ. À, chăm con tốt không? Em có kinh nghiệm chăm em bé. Hồi xưa em nuôi cháu em á. Ví dụ như hai đứa thích nhau rồi, bao lâu thì em cho anh bước tới? Như em nghĩ á, thì khoảng 1 năm là được. Nhưng mà mẹ em thì em nghĩ là mẹ em càng sớm càng tốt. Mẹ em hối lắm hả? Rồi. Dạ. Vậy anh qua anh hối anh này luôn cho gấp luôn. Mẹ hối rồi đó. Dễ thương đấy em. Anh thấy về ngoại hình là được đấy. Em có cái tật xấu gì không? Xấu em nghĩ là nhiều lắm. Nhưng mà giờ nói thật là cái tính em nó cũng hay quên. Giờ quên hết. Thế là chắc là tốt không à? Sao ốm quá vậy? Không ốm đâu nha, tướng này được đó. Cao mét mấy? Em 1m7. Mình là lập nghiệp ở đâu, định sống ở đâu? Định hướng của em thì một là Sài Gòn, hai là Bình Dương. Ở thì em muốn ở Buôn Ma Thuột.
gì tùm lum vậy? Định hướng sao nó lan man quá vậy? Sài Gòn thì kinh doanh, không được thì về Bình Dương làm công nhân, còn nếu không được nữa về Buôn Mê Thuột làm rẫy. Nhưng mà bây giờ bạn gái là bạn chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, tại vì bạn làm cái nghề gọi là bạn chụp, bạn tiện máy giá, thì ý em sao? Thì nếu mà bạn gái ở đây mà tiện lợi cho bạn gái phát triển thì mình ở đây thôi. Mình cũng phải phát triển chứ, không lẽ dạ, em thì bạn phải gái phát triển của mình. Thật sự, nhưng mà ý chị thấy em là phải bây giờ trước tiên cái chuyện 10 năm, 20 năm nữa tính sao. Nhưng bây giờ đàn ông hiện tại giờ mình hỏi định hướng của bạn hiện giờ là cái gì? Thì bạn phải có kế hoạch. Hiện tại kế hoạch năm nay là dày, kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm. Em thấy ở thành phố rồi gì Đồng Nai rồi gì Đắk Lắk tùm lum. Còn mối là khó quá hả? Em là ngành nghề gì? Em làm bên xuất nhập khẩu. Xuất khẩu thì anh nghĩ thành phố có tốt hơn chứ? Dạ, thành phố Sài Gòn thì nó tốt hơn. Dạ. Nhưng mà xuất nhập khẩu thì cũng rất là năng động đó nha, mới làm được cái ngành đó. Dạ, em muốn kinh doanh cái gì đấy thì ở đâu nó thuận tiện thì em ở đó thôi. Cái gì là cái gì? Chắc là đồ uống vậy. Ví dụ như anh muốn kinh doanh cái anh về anh quản lý sắp thời trang cho em đi cũng được. Thế thì quá tốt rồi em. Tại vì em chỉ có khả năng may vá mẫu mã rồi thôi, còn quản lý là em rất là tệ. Còn thật sự là Bình Dương hoặc là Buôn Mê Thuột cũng không thành vấn đề. Tại vì nếu như mà mình giỏi thì mình ở đâu cũng được, nhưng mà ở Sài Gòn thì vẫn tốt hơn. Tại vì em ở đây cũng 10 năm rồi. Thôi giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị ạ. Rồi chào em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các bạn ở trường quay. Em thấy anh thì cũng năng động, tính tình thì cũng vui vẻ hòa đồng, nói chuyện thì cũng hoạt bát. Bây giờ thì chúng ta chuyển qua người nhà của em đi. Em đi với bạn em. Em là bạn đồng nghiệp của anh Hiếu. Trong lúc làm việc thì anh Hiếu là người rất là vui vẻ hòa đồng, hay giúp đỡ các anh em trong phòng. Theo em cảm nhận thì anh Hiếu là một người có nội tâm rất là sâu. Thì về bạn nữ ở bên cạnh thì em thấy là bạn rất là dễ thương, có suy nghĩ rất là thấu đáo. Chắc là sẽ bù đắp được những cái phần quên của anh Hiếu. Nếu là nhiều khi anh hay quên nên anh nói lời nói anh không được rõ ràng nên có thể gây hiểu nhầm cho mọi người. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt. Sáng lên nha. Chào em. Em cũng có một món quà muốn gửi cho anh ạ. Anh thấy em có dễ thương không? Rất dễ thương và màu áo cũng rất hợp với con gấu. Dạ, dễ thương vậy thôi mình thương đi anh. Dạ. Tặng con gấu dễ thương ha. Món quà bạn gái tặng gì đâu, em mở ra xem thử coi. Đây là cho chính tay em làm. Ồ. Anh có thể thử, em nghĩ là vừa đó. Em thiết kế luôn đó hả? Dạ, do em may luôn. Đẹp quá em. Dạ, dạ. Chúng ta có 2 phút, bắt đầu. Anh rất chung thủy trong tình yêu. Anh quen người nào thì anh sẽ lấy người đấy. Dạ. Vậy em quan niệm như vậy nè, không có tình yêu sét đánh đâu. Cái gì nó cũng phải có thời gian hết á. Thì mình sẽ có một cái thời gian để mình tìm hiểu. Thì theo anh nghĩ thì mình còn thời gian đằng sau nữa mà. Dạ đúng. Thì mình có thể tìm hiểu nhau. Cái phút ban đầu nó quan trọng lắm em. Chúng ta gặp nhau, chúng ta gieo cái gì cho nhau hết sức quan trọng. Nên bây giờ chúng ta có 2 phút. Bạn làm sao nói chuyện chứng minh cho bạn gái được rằng bạn chính là người yêu lý tưởng, là một bờ vai vững chắc có thể để cho bạn gái dựa vào và tin tưởng điều đó. Thật sự là ở trước đám đông em rất rung luôn ấy. Em chưa bao giờ em hát trước đám đông. Thì hôm nay em hát một đoạn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi trở về một đêm trăng nào tới. Đợi chưa vàng. Đợi. Không sao đâu anh. Tại vì em bình thường thì em rất là nhát, nhưng mà khi mà trước đám đông thì em cũng có một cái gì nhất định, em không có run nhiều, cho nên là có thể là bù trừ được. Em thấy thì ví dụ là về ngoại hình, về chiều cao đủ yêu cầu của em, về nghề nghiệp con người thì phải có thời gian để tìm hiểu. Nhưng mà về bước đầu thì em cảm thấy là người này cũng thanh lịch, cũng dễ nói chuyện, vậy là được rồi. Anh cảm ơn. Cảm nhận được anh đầu tiên là em rất xinh, cảm dễ thương, anh. Nói chuyện cũng thoải mái. Trước giờ anh có bao giờ đi xem phim một mình hoặc là đi cà phê một mình chưa? Anh có cái tật xấu lắm là anh ít khi mà anh đi một mình lắm. Trước giờ em rất là hay đi xem phim hoặc là đi cà phê một mình.
Có thể là nếu như anh có cái tật là đi hai mình thì mình đi chung. Sau này chắc là anh theo kéo. Anh cũng ít đi nữa. Mong là có em thì chắc là anh sẽ đi nhiều hơn. Tại vì em thích đi ra đường lắm. Tại vì em làm ở nhà tại nhà luôn á, cho nên là em rất cần người ta dẫn em đi ra đường để cho đầu óc nó không có bị chết. Đúng rồi. Vậy thì em có hẹn hò thế nào với cái khoảng cách đó? Anh ở đâu ạ? Anh ở quận 12. Em ở Phú Nhuận. Có thể là hẹn ở Gò Vấp cũng không sao. Trời dễ quá hả? Lên Gò Vấp hẹn hả? Ta hẹn đại quận Phú Nhuận cho nó xuống đi. Chắc là em xuống Phú Nhuận em chở lên Gò Vấp với anh. Đúng rồi. Anh có đi đi phượt chẳng hạn, anh có đi không? Anh rất thích đi. Dạ. Nhưng em mà cũng thích. Anh chưa có đi. Chưa có người để đi. Tại vì em cũng từng đi một mình, rồi cũng có đi với bạn. Thì nếu mà hợp thì có thể đi chung. Anh đang tính gần đây thì nếu em mà rảnh thì sắp xếp thời gian á thì xuống tàu chơi với anh. Mình cũng đi xe luôn. Thì nó cũng, thứ nhất là nó cũng gần, và thứ hai ở dưới đó là anh đến ông anh bà chỉ chơi thôi. Nhưng mà nếu mà em có dịp thì hai mình đi chơi thoải mái đầu óc. Với lại là em có một yêu cầu nữa là ví dụ như cái người nam á phải giỏi một chút, phải tháo vát công việc một chút. Ví dụ như trong gia đình họ hàng có đám tiệc có này kia thì mình phải là cái người xốc vác chạy đi làm, chứ không phải là cái người ngồi đó uống trà và đợi người ta sắp xếp ra đó. Cái đó thì anh ok luôn đấy. Dạ. Vì anh thường thường nói người lớn hoặc là làm việc gì là anh thường thường anh tự túc anh làm không à, mà anh nhìn anh làm. Dạ. Chứ anh không bao giờ để người ta nhắc nhở mình làm. Tại vì lúc nào mà em cũng dặn là tới đâu làm cái gì thì cũng phải xốc vác, cũng phải làm cho người ta thương. Bây giờ nếu mai mốt mà hai bạn lấy nhau thì cái chuyện cơm nước trong nhà là ai nấu, tiền bạc trong nhà ai quản lý? Về tiền bạc thì chắc là em cho bạn gái chị ạ, vì tiền bạc em quản lý kém lắm. Dạ không sao đâu, em giữ tiền được lắm. Anh quản lý rất kém. Mà em thích giữ tiền nữa. Nấu ăn hay là dọn dẹp trong gia đình thì em nghĩ là giờ nó bình đẳng giới rồi, mà giờ mình làm một cả riêng một mình á thì nó bảo là không bình đẳng, nên thôi là mình chia đôi ra đi em nhỉ. Dạ, nhưng mà thôi anh rửa chén đi, để em chịu khó em nấu ăn cho. Trời, ok. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Bạn nào cũng dễ thương cả, mỗi người có một cái thế mạnh. Nào, 30 giây bắt đầu. 1 2 gửi các bạn những chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 Lý Vĩnh Thắng để có thể có một không gian lãng mạn hơn để tìm hiểu nhau nhé. Để tặng hai bạn một bộ sản phẩm cao cấp với thương hiệu Skin AZ được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau. Đây. Tôi thấy áo dài rất là vừa với bạn nam. Đấy, rất đẹp. Sao mà biết trước được người ta phọt như thế nào? Bây giờ bạn gái hãy mặc thử cái áo dài đó cho bạn nam xem có vừa không. Biết sai nhau hết trơn ha, giống như nằm mơ thấy trước người này sao. Thủ tục đầu tiên nha, bắt đầu. Chúc mừng hai bạn. Hai cái bạn này giống như kéo màn lên nhìn cái là điện nó sẹt rồi. Đúng rồi, chúng ta cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cặp đôi đầu tiên trong ngày hôm nay. Khi có nhậu á, ngủ nó ngái xíu anh. Em hay quên mà em cũng ít nói. Chặn Zalo, chặn Facebook, chặn hết rồi chị. Á, dữ vậy. Tại chặn trước anh. Nhậu nhiều. Hàng nhậu một cái chai đây chị ơi. Đừng bụng bự, đầu hói. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Đi bạn. Rồi bạn nữ giới thiệu đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, chị Linh và khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Phạm Thị Anh Thảo.
Năm nay em 26 tuổi, hiện em đang công tác và làm việc ở quận 7. Quê em ở đâu Thảo? Dạ em ở quận 7 luôn ạ. Rồi công việc em đang làm là gì? Em đang làm nhân viên làm mi á chị. Hả? Mi dùng để nói mắt á. À lông mi á phải không? Dạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia. Em tên Quốc Quân, 26 tuổi, em đến từ Việt Nam ạ. Hả? Đến từ đâu? Mày nó giới thiệu á, tôi tưởng nó đến từ Campuchia. Từ Việt Nam hả? Dạ. Quận mấy? Dạ em ở Sài Gòn anh ạ. Sài Gòn ở đâu? Dạ em ở quận Tân Phú anh. Quê ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn rồi. Đang làm công việc gì? Dạ em làm bên quảng cáo thiết kế bảng hiệu gập đèn á chị ạ. Cụ thể là em làm thiết kế hay là em thi công? Vừa thiết kế vừa thi công luôn anh. Vậy cũng giỏi mà. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu luôn đi. Em biết làm việc nhà, biết nấu ăn. Gì rung dữ vậy? Dạ đang rung anh. Thoải mái lên. Thôi hát bài cho đỡ rung đi nào. Em không biết hát. Không biết hát, bạn nữ hát đi cho nó đỡ rung coi. Bây giờ bạn trai rung quá rung rồi. Em hát không được hay anh ơi. Kệ nó, không hay vui cũng được nữa. Xin trả lại thời gian. Rồi, mời em. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xa anh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viễn tâm sự, nhớ ngược về quá khứ. Trần lên nén suy tư, bao năm thầm kín trong thương ta áo tím. Những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim. Rồi xong. Quá. Được rồi, mới giao lưu buổi đầu tiên hát xin trả lại rồi. Thôi vậy cũng vui đi. Rồi đỡ rung chưa? Đỡ rung cho em trai. Dạ bớt bớt. Ưu điểm là biết nấu ăn, biết làm việc nhà, là còn gì nữa không nè? Thì nói chung thì em đi chơi cũng nhiều mà. Nhưng mà cái mà đi phượt á, thì em lên kế hoạch thì cái nói là đi luôn à. Ủa là ưu điểm ý à? Ý là mình làm cái kế hoạch nó nhanh gọn á. Tức là nói là làm. Dạ. Đó là thế mạnh của em. Có khuyết điểm gì không? Khi có nhậu á, bắt đầu ngủ nó ngái xíu anh. Chuyện nó bình thường, không sao cả. Với lại em có giờ với thúng xíu. Đi thúng ví dụ mà không? Em hẹn bạn đi chơi thường thường hẹn 7:30 8:15 mới qua. Trời ơi, rồi hẹn bạn gái rồi sao? Cái đó em cố gắng tranh thủ chị ơi. Mai mốt mà có hẹn hò với bạn bên đó đó là đừng có hẹn ở ngoài đường, là biểu tới nhà đón, rồi khi nào tới rồi mình mới xuống mình đi, chứ không thôi là mình ra đường mình đứng là thành đứng đường luôn đó. Còn bạn gái bên kia? Dạ em biết lắng nghe và chia sẻ, cũng dễ tha thứ lắm chị. Làm em giận nhưng mà nó nói mà em nghe hợp lý thì bỏ qua. Còn khuyết điểm của em là em hay quên và em cũng ít nói. Hai người này, một người rung, người ít nói. Bạn trai, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình nè. Coi lù khù vậy cũng dữ quá ha. Bao lâu rồi, tại sao chia tay? Mối tình dài nhất 1.5 năm chị ơi. Tại cho hai người không cùng quan điểm sống á chị. Thì một người nói một đường, người làm một nẻo nên thôi em cho lên đường luôn. Thôi đó. Lên đường luôn hả? Dạ. Quyết định cho lên đường luôn hả? Chia tay cái mối tình đó cách đây bao lâu rồi? 13-14 tháng rồi đó chị ơi. Giờ quên luôn, quên hẳn chưa? Nói chung chặn Zalo, chặn Facebook, chặn hết rồi chị. Á, dữ vậy? Đãi chặn trước anh. Rồi bạn gái em quen bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em quen cũng được 3 người chị. 3 người? Dạ. Đúng nhau dữ rồi. Mối tình đầu tiên thì em quen anh bộ đội. Còn mối tình thứ hai thì em quen anh gần nhà. Nhưng mà khi mà em nói với anh là chờ em thi tốt nghiệp trung cấp á thì em liên lạc lại, nhưng mà khi liên lạc lại mất tiêu. Trời đất ơi, tới giờ không liên lạc được. Tới giờ này cũng không liên lạc được luôn. Dạ không. Còn mối tình thứ ba thì em quen cũng được 4 năm nhưng mà do không hợp tuổi á chị. Sao mà 5 năm đầu không tính đi, em quen 4 năm rồi không hợp tuổi. Em không có nghĩ tới tuổi tác, nhưng mà bên gia đình anh đó đó đi coi tuổi nói là em không có hợp tuổi, rồi thành ra chia tay luôn. Bao lâu rồi em? Dạ cũng được 2 năm rồi chị. Giờ hỏi tuổi luôn đi chứ để không hợp nữa mệt nữa à. Trời ơi, mà tôi nói thiệt cái mấy người làm cha làm mẹ thôi khỏi cái vụ coi tuổi đi. Tôi hồi đó tôi coi tuổi quá trời luôn. Bắt trời nó hợp lắm, hợp lắm. Cưới nhau vậy 21 ngày ly dị mất tiêu à. Coi tuổi làm chi cho nó mệt vậy trời ơi, khỏi đi. Yêu nhau lấy nhau được rồi. Em gái tuổi gì? Dạ em tuổi Thân à. Em tuổi Thân luôn. Tuổi Thân luôn hả? Song Thân. Song Thân.
Song thân là hợp rồi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, biết quan tâm và lắng nghe á chị. Cũng đừng có nóng tính quá. Biết chăm sóc, quan tâm gia đình. Em không thích người nhậu nhiều. Bên kia có nhậu hút thuốc không? Không có thuốc chị ơi. Có nhậu chị không? Có nhậu gặp khách hàng nhậu một hai chai chị ơi. Xã giao được không em? Dạ được. Rồi. Với lại là hay nói tục á chị. Em không thích nói tục. Nói em hỏi anh, như anh có nói tục chuyện thề gì không? Anh ơi, anh có nói chuyện nói tục không anh? Cũng không có đâu em ơi. Dạ, vậy em yên tâm rồi. Có chưa thề không? Dạ không. Bạn trai, tiêu chuẩn tìm bạn gái của mình như thế nào? Cao trên 1m53 được rồi chị ơi. Em có 1m50 anh ơi. Mang dài nó cao rồi. Rồi, được. Tóc dài. Có, gì nữa? Da trắng nha. Có. Trắng hơn em được rồi, tại vì em đi nhiều quá, em đen rồi. Cứ có đi rồi hồi có hay không tính sao. À, mình có cái mẫu người lý tưởng mà ngoại hình như thế nào không em? Dạ, cao khoảng 1m65 là được chị. Đừng bụng bự, tò hói. Đó, này anh Linh anh ghét lắm đó cưng, đừng nói câu đó. Nghe nó hói hói là tôi bực mình rồi. Hên quá, không bự không hói. Có là anh Linh anh tràn qua rồi. Có hối là tràn qua liền. Bây giờ nè, nếu mà được thì hai người tính nào chừng nào thì mới tiến tới hôn nhân được? Dạ, sang năm á chị. Gia đình em là có coi tuổi coi đồ gì không? Không chị. Lấy nhau về mình sẽ ở đâu em? Ở nhà em chứ. Nhưng mà nhà em ở đâu, rồi có ba mẹ ở nhà không? À, ở chung với ba mẹ. Tại nhà em nhiều phòng mà, em có phòng riêng mà chị. Có phòng riêng. Dạ. Nhưng mà đông anh chị em không? Dạ 5 người. Ủa làm gì mà rung dữ vậy, bình tĩnh hít thở vô coi cái gì mà cái môi ông giật rung dữ vậy. Rung xíu chị ơi. Bẻ bẻ ngồi quẹo hết mấy ngón tay bây giờ. 5 người là nhà 5 phòng. Mới bút mà còn phòng em mốt chưa xây. Là mai mốt xây vô đó luôn. Cho còn... sân thượng. Xây lên sân thượng 5 phòng. Dạ. Là 5 anh em ở chung nhà chứ không ai chịu ra riêng hết trơn á. Thì ví dụ mình không thích ở nhà mình ra ngoài mình ở cũng được mà chị. Giờ công việc em ổn định chưa? Dạ cũng ổn định. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị cũng hơn một nửa rồi chị. Em chuẩn bị hay là ba mẹ em chuẩn bị? Dạ, em chuẩn bị chứ sao kêu ba mẹ chuẩn bị được. Đúng rồi, ai biết đâu được. Vậy ha, phòng em là phòng số mấy? Đâu có số phòng đâu chị. Tại nhà có 4 phòng thì hỏi phòng số mấy để... Phòng em trên lầu 3. Lầu 3 để vô lộn phòng mất công đúng không? Phòng số 3 nha cưng. Ừ, nhớ đó. Dạ Sài Gòn nha. Dạ. Rung quá trời, dừng. Được rồi. Trời ơi, chào em gái. Anh đây cũng thật thà lắm ha. Mấy người đó là người ta chung thủy lắm em. Bây giờ làm dâu được không? Dạ không sao à. Làm dâu là nhà tới 4 5 anh em nữa. Dạ được. Nấu cơm một loạt từ trên lầu 3 nấu xuống đó. Dạ em biết nấu ăn mà có điều cố gắng ăn thử. Chị làm dâu không sao ha. Dạ. Rồi, lao nhà ngày là... lao 3 tầng từ trên dưới 1 xây thêm cho út trên sân thượng nữa nha. Tưởng em vậy em lao chứ em teo thiêu. Có chơi Facebook không? Dạ có. Trận Facebook nha. Đây cũng dễ thương, đây cũng hiền lành nữa. Rồi còn không thích tính gì nữa không? Động cái là dung tay dung chân á. Cái đó thì không có anh ơi. Không có đúng không? Dạ. Nó nóng nó trận Facebook thôi hả? Đâu em nhiều khi em cọc cọc xíu thôi anh, chứ động tay động chân con gái là mình bậy rồi đó. Đúng rồi đó. Yeah. Em động bên đây bay mất tiêu luôn á. Đây ốc tiêu đó. Rồi bữa nay mình có đi với ai không em? Em có đi với lại hai người bạn thân và một chị đồng nghiệp. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Em là bạn của Thảo, em hay nhận xét thì bạn này cũng được thẳng thắn và vui vẻ. Bạn Thảo là một người nhẹ nhõm cho nên cái gì thì từ từ nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau thôi. Hai bên hãy tìm hiểu cho nhau một câu hỏi. Cảm ơn. Đi với ai? À, em đi với mẹ, với bạn thân, với dì. À có mẹ gì hả? Gặp mẹ trước đi. Chào anh Biện Linh, dạ, chào cô. Chị Tắc Tường. Chào tất cả các khán giả trong trường quay. Mình thấy cháu cũng được, cũng hiền, thấy cũng hai đứa cũng hợp nhau. Mà đến đây là cái duyên rồi, tùy tụi nó thôi. Dạ, mà có điều cô nói một tiếng cho con bé nó yên tâm chứ nó sợ nó lao nhà từ lầu 3 xuống. Chắc không có đâu. Xỉu luôn hả cô? Không có đâu. Không có hả cô? Dạ. Phòng ai nấy lao hả cô ha? Đúng rồi. Phòng ai nấy lao nha. Nói chuyện với cô đi, chào cô đi. Dạ, anh chào cô à. Thấy dễ quá bé hả? Cũng hiền lắm. Ê. Mẹ dễ. Mẹ cũng hiền mà. Mà mẹ chồng tương lai với con dâu dáng cũng giống nhau á. Dễ thương như nhỏ con vậy ha. Bây giờ cho hai trẻ gặp mặt đi, kéo màn lên. Em cảm ơn anh, em cũng có món quà. Được rồi, cảm ơn. Dạ, anh thấy em sao? Thấy dễ thương. Ấn tượng.
Hai món quà nè, sách với cây xương rồng là ý nghĩa gì đây? Thì cái quyển sách đó là quyển sách mới ra là Yêu Là Cưới. Thì nói chung là mình đã xác định yêu là mình phải cưới, chứ không có mà giỡn giỡn. Còn cây xương rồng thì nói chung là hãy đến và mang em đi. Dạ. Nó vĩnh cửu, bền lâu và mãi mãi. Quá dữ. Hãy đến và mang anh đi. Mai mốt ai có người yêu tặng cái xương rồng nha. Hãy đến và mang em đi. Yêu là cưới. Để tôi về tôi cũng mua cuốn sách này tôi đọc. Quan điểm tình yêu của em là gì? Em nghĩ là tình yêu hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là một cuộc hành trình. Quan điểm tình yêu của anh á là yêu ít thôi miễn là dài lâu. Nói ít thôi, hứa ít thôi miễn là làm được. Em thấy anh sao? Dạ, thấy anh cũng hiền, cũng được trai. Dạ, em thích đi phượt. Dạ em thích lắm. Bằng xe máy? Dạ được. Đi tới đâu? Em thi xe buýt không được, em thích đi xe máy. Vậy mốt sau mua xe hơi. Thôi đi xe máy anh hưởng gió trời cho nó mát. Trời mưa trời gió là sao? Dạ tắm luôn. Mua xe hơi tao khoét cái lỗ chứ. Cũng có xe hơi mua chừng mà anh. Không có ước mơ lấy nhau là mua xe hơi được rồi đó. Bữa nay anh cũng có câu thơ để tặng em. Em là cát trắng biển xanh, anh là dòng sóng bao trùm lấy em. Ngày nào nước biển còn xanh, đại dương còn sống, anh còn yêu em. Quá dữ. Mẹ nghe con đọc thơ mẹ cười tủm tỉm. Không ngờ trời con trai tôi dữ dằn quá. Anh cho em bấm nút đi anh. Trời ơi chưa. Má má, bạn gái con vậy được không má? Tùy duyên thôi, hai đứa có duyên rồi được rồi. Vậy con nắm tay bạn gái này đi về được không má? Vấn đề á, nãy giờ em thích rồi đúng không? Dạ. Trái tim rung động rồi đúng không? Dạ. À, nhưng mà quan trọng cô gái đó có thích hay không. Bây giờ em nói một cái câu nào đó nghe nó ngọt ngào chút xíu, cô gái đó đồng ý bấm nút mới được chứ, đúng không? Thì mình đến đây là một cái duyên rồi. Không, không nói câu đó. Từ từ anh, để em nói mà. Nói thiệt á, là hôm nay á, kéo màn lên anh thấy em á, thì anh cũng có ấn tượng. Nhưng mà ấn tượng nói chung là ấn tượng gặp mấy người khác á, nó không có bằng cảm giác bằng em. Tại em có cái ấn tượng mà sâu sắc. Vậy em bấm được chưa anh? Đó nói... nói vậy nghe có được. Anh muốn em nói vậy đó. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Sao bạn gái chậm quá vậy? Em còn lấn cấn cái gì ở ảnh mà em phải phân vân là ảnh không phù hợp cái điểm nào với cái tiêu chuẩn của em? Dạ không, lúc đó em suy nghĩ chưa tới hả chị? Suy nghĩ chưa tới. Chậm mà chắc đúng không? Dạ. Bây giờ nắm tay nhau trước đi nào. Trời ơi. Lạnh lắm lắm. Đây, vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng anh gửi tặng các bạn. Để tặng hai bạn một bộ sản phẩm cao cấp với thương hiệu Skin AZ được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nắm tay nhau thật chặt. Có giữ tay nhau lâu. Giữ tay nhau lâu. Đi đi hai đứa. Đó hãy không được nữa. Trời ơi. Thêm một nhiều khi bạn gửi được cho kia nữa cũng không thể được. Mặc quần ngắm được thoải mái rồi, quá sức rồi, quá sức khỏe mạnh luôn. Ủa lẹ quá vậy cưng. Trời ơi hả, cho ẩm phải ẩm lẹ cho ẩm ẩm lẹ hả, sợ tao đổi ý hả? Và bây giờ thì chúng ta đến với chương trình hẹn hò trước khi là ẩm thực. Bạn trai thì ngồi đây rồi. Ui, rất là xinh xinh, một món quà rất dễ thương. Tường sẽ ra ngoài đưa bạn gái vào ngay nha. Rồi mời em gái. Mời em ngồi xuống. Tháo mặt nạ ra nha. Bây giờ chúng ta đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu to rõ để cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Mời em trai. Em tên là Phạm Văn Tâm, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1985. Quê quán thị trấn Trân Thành, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Hiện nay đang làm công việc gì?
Em đang làm tài xế xe tải của em. À, xe tải nhà luôn. Đang sống với ai? Một mình độc thân. Một mình độc thân mà làm gì lái hai chiếc xe tải? Mới mua chiếc, mới mua vừa xong. Rồi ba mẹ đâu? Ba mẹ mất 21 năm. Nhưng mà có anh chị em gì không? Có, nhà 5 anh chị em. Em là người Úc. Rồi vậy cái nhà mình đang ở là sao? Nhà ba mẹ để lại hay sao? Nhà của em mới mua sau này thôi. Còn cái nhà ba mẹ cho là bán rồi? Bán rồi. Xe tải chở cái gì? Như chở hàng cho công ty. À rồi, chị hiểu rồi, coi như mình làm tư nhân. Mời em gái giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường và bạn nam kế bên và tất cả mọi người đang xem chương trình ạ. Em tên là Bùi Thị Thanh Thủy, sinh năm 1984, quê em ở Long An. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại là em đang học nail và spa. Giờ mình đang ở với ai? Hiện tại là em ở một mình ạ. Ở nhà thuê? Em đúng rồi, em ở trọ. Rồi chứ hồi trước giờ lên là làm gì mà giờ mới đang đi học? Dạ lúc trước thì em lên thì em đi làm rất là nhiều ngành nghề. Thì sau đó thì em có làm ở công ty Bao Gen ở Bình Tân. Đợt dịch vừa rồi á, thì do ảnh hưởng của dịch công ty của em bị giải thể. Thì nên là em đi học nail và spa. Có đồng anh chị em không? Nhà em thì có hai chị em. Em là Úc. Có dành dụm được đồng nào chưa? Dạ thì mình đi làm mình phải lo xa chứ. Rồi thôi vậy là tốt rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì công việc xe cộ, nhà về thì chỉ đi về chỉ ăn ra nằm ngủ. Trời ơi sướng vậy đó, làm chủ mà phải không? Thích chạy chạy, thích không ăn ra nằm ngủ. Không chạy sao có tiền, chị nói sao kỳ vậy. Bây giờ nói thiệt là vừa ngoài nhà hai chiếc xe rồi có vốn không? Cũng được ít. Ít là nhiều, giờ đám cưới rồi có lo được cho vợ con không? Không, chuyện đám cưới thì nói chung ra thì cái đó tài khoản là có sẵn. Cái tài khoản ai không có, vấn đề có nhiêu tiền trong tài khoản đó chứ. Cũng được, hơn hoài tỷ. Ôi, hoài tỷ? Hoài một tỷ hoài một tỷ hết hồn, trời ơi. Nè, có nhà nha, có hai chiếc xe tải nha, công việc ổn định nè. Có tiền tỷ trong tay nữa nha, tuổi trẻ tài cao. Được, nãy nói sinh năm tám mấy? 85 nha, nghe chưa? Người ta 85, người ta có vài tỷ, có nhà, có xe rồi kìa. Rồi, còn em thì sao? Đó, cái đó là điểm mạnh, điểm yếu. Còn điểm yếu của mình là cái gì? Về xong rồi nhà cũng hay nấu ăn, rồi hay đi ca hát, chơi với mấy cậu gì vậy thôi. Cậu có biết làm công việc nhà không? Giặt giũ, ăn uống gì đó, nấu nướng có biết làm không? Nấu ăn thì nói chung là cũng không có ngon lắm, mà cỡ như người ta nấu là được. Rồi, quá tốt rồi. Nhưng mà nếu sau này mình lấy vợ về, mình có phụ vợ công việc nhà không nè? Ok, duyệt. Tôi chốt rồi đó. Bên đây, điểm mạnh điểm yếu của mình sao? Điểm mạnh của em á, thì của em là vui vẻ. Em vui vẻ hòa đồng. Điểm yếu của em á, thì em không có biết ca hát. Với lại em sợ ma. Sợ ma mà sống mình? Dạ. Tại vì mẹ với chị ở dưới rồi, có mình em thì em phải tự, em phải lo thôi. Hàng ngày có đi làm như về rồi có thời gian đi chơi không? Em lo làm đó. Bạn bè thì cũng có giao tiếp nhưng mà chưa, chắc là em nghĩ chưa tới nhiên á. Bây giờ tình trường sao nè, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì có một mối tình, cũng là mối tình đầu 9 năm ạ. 9 năm? Dạ. Trời ơi, quen gì lâu dữ vậy em? Tụi em thì cũng dự tính tới là để đi xa đó. Nên mới quen nhau 9 năm. Rồi sao không được? Nhưng mà tại vì cuối cùng thì em phát hiện ra là bạn đó có quen một người nữa, nên là em với bạn đó chia tay. Nên dẹp, là em dẹp sẽ bỏ không... quá khứ sang trang. Mình chưa mở lòng hay là mình chưa gặp thấy đối tượng khác? Thời gian có khoảng 2 năm sau thì bắt đầu là em mới là đi làm qua cái kênh đó, rồi thì em bắt đầu là mới mở lòng ra. Nhưng mà khi em mở lòng thì em gặp nhiều bạn chỉ đi uống nước rồi uống cà phê, đi tìm hiểu thôi. Theo cái sở thích của bạn thì không có phù hợp với em. Không hợp với em. Dạ, có bạn thì vừa mới quen thôi mà bạn đòi rủ em đi đi khách sạn này kia thì cái đó không có được rồi. Dạ, nhiều khi bạn hỏi mượn tiền thì đó lại không được nữa. Trời ơi. Thêm một nhiều khi bạn rủ đi chơi khuya nữa cũng không thể được. Cuối cùng là trớt quớt, vô đầu hết đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em vẫn khao khát và vẫn tin tưởng vào một tình yêu trong tương lai nó sẽ đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Nghe tình trường của cổ thấy sao? Thấy bạn kia nói chuyện cũng thật dễ thương, giọng nói cũng nghe ngọ. Theo như em dự đoán cũng xinh gái. Xinh chứ sao không xinh, trời ơi xinh lắm á. Rồi tình trường của em thì sao nè?
Tình thương của em có một mối tình 2009, có quen một người, quen cũng được 4-5 năm. Người đó chê em nghèo. Lúc đó chưa có nhà, chưa có xe phải không? Có nhà nhưng mà đang chạy xe mướn. Thì em cũng nói thật lòng là em nói hồi đó là em đi chạy xe mướn, xe khách cho người ta mới lấy bằng. Sau đó, thời gian đó, ông anh cuối năm 2013, đầu năm 2014 thì ông anh ông trúng 8 tờ số. Trời, bị anh ruột đúng 8 tờ số đặc biệt. 5 tờ anh ủi, 3 tờ đặc biệt là 5 tỷ. Là cho em còn thật... không? Có cho vốn làm ăn chứ, nó phải có cắt đầu lên được chứ. Là cũng nhờ gia đình hỗ trợ giúp đỡ phải không? Cũng nhờ. Rồi sau một thời gian đó chia tay xong cỡ 2 năm, em quen một người là năm 2015, là tới năm 2017 em đi lấy gom tiền nước về, nước khoáng, nhà có công ty nhỏ nước khoáng, đi bỏ cái em gom tiền về em bị tai nạn. Ý gì? Gãy giò, gãy xương vai phải không? Là bắt đầu là chia tay luôn. Nằm mất bao lâu? Nằm hết một năm trường đi 6 tháng đi này. Bây giờ đi lại đôi bình thường chưa? Bình thường. Chút xíu nữa đi vòng chạy vòng tôi coi nha. Chạy không được, mỏi giò lắm rồi, chạy cả ngày đêm biết bây giờ đuối lắm rồi. Nhưng mà mạnh khỏe không? Trời ơi, khỏe như trâu nữa. Chết nổi không? Từ nào giờ đâu có làm quá chuyện đó đâu, hết chắc nha. Cỡ 40kg, 50kg đã nhán một lên à. 50kg ẩm cái một lên. Ẩm một lên là một chuyện mà nó khỏe trong người không? Mà trời, chân cảm đi trời. Ok không? Đi ok. Rồi chút xíu nữa mình kiểm tra nha cưng nha. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Người đó chỉ về phụ công việc nhà với coi nhà. Thì ngày nào ở nhà đó thì có cái vườn. Có vườn gì? Có nhà có vườn mít. Nhà có vườn mít? Có bao nhiêu gốc? Có 50 gốc. Trời ơi sao nhà giàu vậy? Cá về cho cá ăn, cho gà. Cá gì? Cá tư tượng, cá hai tượng. Cha, nhưng mà giờ là vậy là lấy vợ về là coi vườn rồi trồng mít với lại coi câu cá rồi kia thôi. Giả sử giờ vợ muốn đi ra ngoài đi làm được không? Cái đó là chuyện của vợ, muốn đi làm hay cho đi làm. Nãy giờ khai lòi ra tùm lum hết trơn. Nãy hai chiếc xe tải giờ thêm tới 50 gốc mít rồi ao cá rồi nữa. Rồi đó, còn gì nữa không? Nhà giờ chỉ Úc thì nhà nói chung mấy bà gì cũng kêu hỏi lấy, mà đang làm công việc trong công chở hàng đồ, thời gian không có gì. Nhiều khi quen được bạn gái nếu mà tìm được người ý hợp thời gian đó để dành cho bạn gái, như ngày nào nghỉ xe không chạy thì mình xuống mình phải chơi. Có thời gian chăm sóc bạn gái mới lấy vợ được nha, chứ không phải có tiền có nhà là có vợ đâu. Chưa chắc đâu. Đúng, chính xác. Chính xác. Rồi em muốn tìm người bạn chồng tương lai như thế nào? Một người sống tình cảm ạ, có ý chí cầu tiến, có đạo đức, với lại nếu mà vui vẻ thì càng tốt. Tại vì tính của em là hay vui vẻ, em hay chọc ghẹo lắm ạ. Bây giờ thí dụ lên Bình Phước làm dâu đi không? Dạ được ạ, tại vì xưa tới giờ là em độc lập một mình. Chứ chị thấy anh này mà biểu anh xuống thành phố cũng khó à. Tại nhà cửa cơ ngơi trên đó xuống như này cũng khó. Xuống đâu không quan trọng, mà quan trọng là hai người cùng hướng. Có nghĩa là em cũng sẵn sàng lấy chồng xa đúng không? Sẵn sàng đi qua nha, đi tới xứ nhà chồng đi làm dâu là vẫn đi được đúng không? Dạ đúng rồi. Không nói làm dâu nhưng mà ý là qua nhà chồng ở, chứ anh này là một cô cha mẹ. Hai người cùng hướng với nhau, cùng đi với nhau thì cái đó không quan trọng. Đúng rồi. Rồi đâu bây giờ cho chị xem hình ảnh nữa nè, mình có hình ảnh không? Thôi bây giờ em coi đi bây giờ nè. Đó, trong bốn cô gái này nè cho em lựa đó. Chị thử coi cổ đâu. Này. Đâu ai đâu ai đâu. Sao là chị, sao chỉ cô đó? Thì thấy xinh đẹp, xinh gái. Xinh, đẹp gái. Nói cầm đi. Bây giờ em đoán thử cái cô gái bên này như thế nào. Đố em cổ cao thấp mập ốm. Chắc nhiều nhiều người. Đố bạn gái bạn trai bên này như thế nào? Dạ em nghĩ chắc là anh ốm. Có ốm. Mắt mũi miệng tóc tai quần áo cao thấp. Em nghĩ là ảnh sẽ đơn giản. Đơn giản. Có đơn giản nhưng chỉnh chu. Gì nữa không? Em có thích bạn trai ngoại hình như thế nào không? Dạ em thích bạn trai, nếu mà được thì bạn cao 1m63. Thì em nghĩ là em nghĩ là sẽ rất là tốt. Nhưng mà nếu mà không được như vậy thì cũng không sao các bạn. Em cao mét mấy? Em cao mét 1m57 ạ. 1m57, em cao mét mấy? Thay thiệt. 63 hả? Nhưng mà con gái cao lén. Bây giờ em có quan trọng về cái ngoại hình bạn trai không? Ngoại hình thì ai cũng có một cái sở thích. Thì em thích là cao 1m63. Rồi. Nhưng mà không được thì cũng không sao, mà quan trọng là tính tình của bạn tốt là được rồi. Bây giờ một chàng trai cao 1m65 luôn nè. Đẹp trai cao ráo nè. Công việc không ổn định, còn lông bông lêu bêu ở nhà thuê nhà trọ. Một anh chàng cao 1m60 thôi nè. Mặt mày chỉ chân chất, hiền lành, có nhà cửa, công việc sự nghiệp đàng hoàng. Em chọn ai?
Em chọn là... một trong hai không có được, mà vừa có tiền mà vừa đẹp trai là không có. Nếu có là chị hốt hết rồi. Em chọn tính tình, nếu mà anh nào tính tình tốt thì em sẽ chọn anh đó. Phải không? Tôi nói vậy thôi để mọi người có thêm những cái suy nghĩ ha. Bây giờ mời hai bạn nhìn vào cửa trái tim để xem cảm nhận của mình ngày hôm nay về đối phương có đúng hay không nha. Em ở Long An mà, mời chỗ nào nè? À dạ, em ở Cần Đước anh. Xã nào? À, xã Long Trạch. Rồi, tặng quà đi nè. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Trời ơi, chàng trai ga lăng lắm nha. Bởi vì có điều kiện có khác nha. Có bông, có quà rồi nữa nha. Đó, tặng bạn gái luôn. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thấy người ta vậy chứ người ta chất lượng. Còn bên đây? Dạ, em tới đây em cũng có một tấm lòng, có một món quà em gửi tặng anh ạ. Rồi, giờ ngồi xuống tâm sự nha. Ôi, món quà này món quà gì vậy cưng? À, dạ, đây là bóp. Em gửi tặng bạn một cái bóp nam. Bóp? Tại vì thường thường em nghĩ là bạn sẽ cần nha. Anh lấy cái bóp ra nhưng mà đi đâu anh cũng đem theo nó theo người, là lúc nào anh cũng nhớ tới em. Hai mắt chớp chớp, thấy người có điện rồi nha. Bây giờ Cát Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian riêng để trò chuyện với nhau, cùng thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Bây giờ chị Tường mời hai em thưởng thức món ăn rất là ngon, rất là hấp dẫn ha, trình bày rất đẹp mắt. Đây là món sườn heo nướng và xôi của nhà hàng Indochine. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau, có hẹn hò, có hỏi gì đó, mình đang ở xa nè. Coi yêu đương hẹn hò cái kiểu gì đây, bao lâu gặp nhau một lần, quan điểm tình yêu hôn nhân, tiền bạc ai quản lý. Chỉ có 5 phút thôi, chị Tường sẽ quay trở lại, ok? Mời hai bạn ngon miệng. Mời em được. Dạ, dạ, em mời anh ạ. Dạ. Học neo đó lâu chưa? Em học lâu chưa? À, em cũng mới học thôi ạ. Mới đây sao vậy? Dạ đúng rồi, tại vì định của em là em cũng muốn làm nghề, có thể là mở tiệm được. Em muốn làm nail à? Dạ nail với spa, mình có thể mình mở một tiệm để mình ổn định ạ. Cái đó thì được, ok. Dạ hả? Thường thường em có thích như là một người yêu, là người bạn trai của mình đi. Thì người đó đi chạy xe lo công việc thì em có hay ở nhà, có hay gan tương vậy không? Người yêu của em mà tạo được cái sự tin tưởng á, thì em nghĩ là bạn có công việc như thế nào thì em sẽ ủng hộ bạn, cho em một cái sự tin tưởng. Cái đó thì anh sẽ làm được với em. Dạ. Anh không nói trước được những điều gì, nhưng mà mỗi cái mối quan hệ, một công việc gì đó, mình trân trọng người ta mới trân trọng mình. Dạ đúng rồi ạ. Ví dụ anh đi chạy xe cho người ta nhiều khi rồi nó cũng tiếp xúc. Cái đó là không phải mình chạy xe đây mình ngồi im được, mình không tiếp xúc làm sao mà người ta mướn mình được. Anh đi đâu thì nếu mà quen em rồi anh đi đâu thì bỏ cho anh đi chứ. Không ấy thì tại sao phải để nhà anh chứ trời. Dạ đúng cho rồi. Cho khỏi nghe tôi mắc công á. Mắc công nhiều khi ra đường chuyện làm ăn của anh. Dạ. Phải đi tiếp nhiều suốt nhiều cô mà trong công ty, công việc đâu đó. Thì nó nhiều sợ, anh sợ cái mối quan hệ nó em ghen rồi nó không có tốt được. Dạ, nếu mà có cái vấn đề gì thì người ta mới ghen thôi ạ. Anh không phải vấn đề, trời, anh sẵn sàng. À, thí dụ trong lúc thí dụ mà đang nói chuyện với người ta thì sẵn sàng mở Zalo hoặc mình kết bạn qua Facebook là mở trực tiếp luôn cho coi đang làm công việc đó, đang ngồi trên xe hay dự đi mệt ghé cái quán nào uống cà phê hay dụ là một ly nước gì đó sẽ trực tiếp, chứ mình không gián tiếp được qua cái, nhiều khi cái điện thoại nó không tin tưởng. Yeah. Như anh nói cho gia đình anh như vậy thì em sẽ về em làm dâu thôi. Em chấp nhận làm dâu sao? À, em nghĩ nếu mà hai người yêu thương nhau thì chuyện đồng dâu thì cũng là chuyện nhỏ thôi ạ. Mà là không làm dâu cho cha mẹ nữa, làm dâu cho anh. cái đó em nghĩ là nhiệm vụ á. Về làm dâu rồi biết đâu nữa anh về anh làm dâu rồi sao? Dạ nếu được như vậy thì chắc là mẹ em sẽ rất là vui ạ. Nhưng mà nhà thì em có hay nấu ăn gì không? Ở nhà thì em tự nấu. Tự nấu rồi tự ăn, còn cái nào về gia đình thì em gia sẽ nấu cho gia đình hoặc là dạ. Thì cái chuyện nấu ăn anh không quan trọng, anh quan trọng thì tình cảm. Thí dụ em đi công việc em về em mệt thì cứ nói anh nấu ăn, hoặc giặt đồ lau nhà rửa chén nấu anh, làm một chút xíu là xong, không có gì hết. Mình thấy đó công việc mình cũng đi làm mệt mà mình thương người phụ nữ là mình phải chiều chuộng đó. Thì yeah. Nhiều lúc mình mệt thì mình về mình nói em phải bữa nay anh đi làm về công việc đó mệt, em có thể dọn cơm cho anh ăn hoặc giặt cho anh bộ đồ vậy.
thì mình sẽ nói nhau. Đúng rồi ạ. Nếu như mà mình có cái gì góp ý thì mình nói với nhau. Rồi thì đúng rồi. Dạ. Cái đó là sự mọi sự trong việc em. Dạ. Nhưng mà em lớn tuổi nhanh, một tuổi thì cái từ chuyện tuổi tác nó không thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề đây là mình chỉ cần tôn trọng tình cảm với nhau, là sau này mình tin tưởng với nhau. Thí dụ em ngày nào em rảnh thì anh chạy xe anh bỏ hàng ở đây thì anh phải ghé qua, anh gửi xe anh ghé qua chơi với em, hoặc đôi lúc rồi đi cà phê cà pháo anh cũng muốn về sớm để cho mọi ai công việc nó làm ăn nó chỉnh chu hơn. Không muốn đi chơi khuya, nhiều khi khuya về mình không có thời gian để mình ngủ sao. Giấc ngủ là quan trọng, chỉ cần hai người đồng lòng là được. Thì đúng rồi, người cho anh xin lỗi cái nói câu này. Hồi đó đây nói á là đã nói đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, mà không đồng lòng đồng vợ bắt ra bóc bọc ni lông thôi chứ không có làm cái gì hơn được các bạn. Gốc rẻ ghê, lanh thấy sợ luôn. Đúng là một thân một mình mà tạo dựng sự nghiệp nha, lanh thiệt là lanh luôn. Bây giờ hỏi một câu thôi nè, lấy nhau về tiền bạc trong nhà ai quản lý? Cái này suy nghĩ cho kỹ tiền, nha. Tiền bạc cho quản lý, đi đâu ví dụ chạy trong một cái chuyến đó ví dụ một tháng 10 triệu đưa hết, xin 1 triệu bỏ túi. Ôi, nhiều thua, xin 1 triệu nữa. Không, cái đó là quỹ đỏ không? Không, đã mình xác nhận là mình phải chỉnh chu, đi đâu mình nói đi đó. Ví dụ bữa nay thí dụ đi làm ăn cái công việc đó hoặc trả tiền chuyến hàng đó, người đó mời mình đi thí dụ uống một lon thì nói em bữa nay có người bạn đó chở hàng cho người ta món hàng quen, cho anh đi uống, không cho uống ở nhà, không cho có vợ gì mà. Thôi đừng có sợ vợ quá, mình tôn trọng vợ được rồi. Cái đó là sự tôn trọng, mình đi đâu ok vậy là được rồi. Miên thành thật với vợ, chị nghĩ như nè, vợ chồng yêu thương nhau có gì cứ chia sẻ với nhau hết là được. Thật ra thời buổi này để tìm được một người mà yêu thương mình thật lòng để mà mình có thể tin tưởng rất khó. Cụ thể bây giờ hai đứa em ở xa nè, thí dụ giờ tuần ảnh xuống thăm em lần, lên thăm em lần đi. Dạ. Bây giờ giả tỷ như hôm đó ảnh bận quá hoặc ảnh bệnh ảnh không lên thăm em được thì em có sẵn sàng đi về quê ảnh thăm ảnh không? Dạ em sẵn sàng, em chạy xuống dưới em thăm ảnh. Nếu như mà ảnh có công việc gì mà. Hồi nãy giờ có hỏi cái vụ ở xa nhau chưa? Bây giờ là ở xa nhau. Bao lâu vậy, chạy từ dưới đó lên thành phố bao lâu? 2 tiếng. Bao lâu gặp nhau một lần? Bao nhiêu thì, bao lâu? Nếu mà em muốn cho anh gặp, ví dụ thời gian nào em rảnh, em cứ nói anh, ví dụ ban ngày rảnh ngày nay chiều nay em nói, ví dụ ngày mai em rảnh là anh thu xếp công việc rồi xe hàng sẽ chắc là sẽ đi thôi. Dễ thương. Mình chơi một cái trò chơi nữa chút xíu nữa mình ra ngoài mình ăn sau nha. Đây là những cái lá thăm của chương trình, có những cái yêu cầu chương trình đưa ra để giúp cho hai bạn hiểu nhau nhiều hơn, để đo được cảm xúc của mình trước khi đưa ra cái quyết định quan trọng là có hẹn hò với nhau hay không. Ưu tiên bạn gái bốc trước. Hai bạn ôm nhau 30 giây. Giây rồi nói cảm nhận. Wow, tuyệt vời. Mời hai em, bạn trai đứng lên. Đây là cũng một cái việc kiểm tra sức khỏe luôn nè, cho bạn gái kiểm tra, bạn gái hơi cao nha. Ồ, bạn trai vẫn cao hơn, được. Để mà mình đo cảm xúc và mình nói cảm nhận. Ôm thiệt, ôm thiệt chứ. Trời ơi, bạn trai mạnh mẽ, thô, mạnh mẽ, rất là quyết liệt. 30 giây, bắt đầu. Rồi, ổng ôm mà ổng không cần xin phép luôn. Bây giờ nắm tay nhau đi hai bạn, nắm tay nhau mình nhìn nhau, mỗi người hãy nói cảm xúc của mình. Em nhìn anh, em thấy anh con người như thế nào? Em thấy anh là người cũng sống rất là tình cảm, một người mà có thể tin tưởng được. Sao em rung với anh, không rung bình thường đi. Dạ, anh cảm nhận về em khi nào, khi như thế nào khi mà mới gặp em ạ? Cảm nhận con người em xinh xắn nè, đẹp gái nè, nói chuyện dễ thương, công việc thì muốn gì thì về anh lo, không có gì hết, em sẽ tặng quản lý chứ anh không có. Anh như là người làm dâu với em vậy đó. Mà chị hỏi nó nghe nè, bây giờ cô gái nói thiệt nè, sao bạn trai ôm một cái em cho ôm liền, em không phản kháng, mà tôi thấy ôm mà sao nghiêng 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 đầu xuống kiểm tra mùi hay gì vậy? Dạ không, em vẫn ôm bạn, nhưng mà có nghĩa là mình cũng giữ khoảng cách chút xíu. Là né đó hả? Dễ thương. Rồi về chỗ ha, đo được chiều cao luôn nè ha. Tới phiên bạn trai, đọc lớn lên yêu cầu trong đó coi nè. Cô gái yêu cầu bạn trai thể hiện một trong vận động nói trên sức mạnh đàn người đàn ông. Trời ơi, y như hồi nãy tôi không có muốn à. Cái này tình cờ bạn ấy bóc nè.
anh ấy có một thời gian đã bị tai nạn đó, một năm lần đó, em thử vừa vừa thôi. À, sức mạnh của đàn ông. Em yêu cầu đi, anh sẽ làm. Đâu phải chị, em bóc mà. Em nhìn chị gì? À, theo anh thì anh có thể làm gì được, anh có sở trường gì ạ? Anh thì anh chỉ công việc chạy xe thôi, đi bóc hàng. Bây giờ làm sao để người ta biết mình khỏe mạnh? Cho anh ôm em một cái. Chị ôm để thể hiện sức mạnh hết trời. Cái ẩm. Ẩm, xin phép ẩm lên được không? Để thể hiện sức mạnh. Em tại vì ảnh đang bệnh nên em sợ là ảnh bệnh hồi xưa thôi. Bệnh đó mà bệnh, người ta hồi xưa bị tai nạn, bây giờ người ta khỏe rồi. Ảnh cầm vô lăng thì nhẹ hơn em thì nặng lắm thì em sợ. Ông làm em té hay gì? Bây giờ chỉ cần ẩm nhất lên cái vậy là người ta khỏe rồi, được chưa? À, dạ được. Được, mời em. Bảo trọng nha, có làm quá sức. Anh nhớ anh cầm được không vậy? Được chứ em. Mặc quần ẩm được, thoải mái. Rồi, quá sức rồi, quá sức, khỏe mạnh luôn. Ủa lẹ quá vậy cưng? Trời ơi. Hả? Cho ẩm mà, tay ẩm lẹ. Cho chứ ẩm, ẩm lẹ hả? Sợ tao đổi ý hả? Trình đổi sao không? Được, khỏe. Nói chứ ôm xe tải cũng phải có, phải khỏe mới được. Chân cẳng rồi phải đạp thắng, đạp gôn, đạp ga cũng cực lắm đúng không? Không, khỏe, không đến nổi. Được, đồng ý, duyệt. Nãy giờ nói hết rồi, không còn gì để nói nữa hết. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ. Đây có phải là cái người mình có thể gửi gắm tình cảm được hay không? 30 phút ở chương trình đương nhiên không đủ để hiểu được nhau. Cho bạn trai thêm một cơ hội nữa. Em có muốn nói gì đó tỏ tình với bạn gái không? Chứ tôi biết trong ánh mắt em là rạng ngời rồi đó. Em có muốn hát một bài hát tỏ tình với bạn gái hay không? Cho em 30 giây. Bây giờ tuổi mình cũng lớn rồi đó. Thì mình cho nhau một cái cơ hội để hẹn hò. Nhiều khi đến lúc của kết cục thì mình cũng vẫn là của nhau suốt cả đời. Anh sẽ không chê phải mà lo ngại gì vấn đề của anh đâu. Công việc là anh làm, còn con sửa tài khoản thì giao cho em. Trời ơi, muốn vợ lắm mà không chịu đèn lắm rồi. Tôi làm bằng chứng. Giờ hát câu cho nó tình cảm chút coi, nãy giờ thể lực đồ mệt quá, hát câu coi nè. Ủng hộ ảnh nha. Cho anh hát bạn bên sân trời. Tôi về đây thăm lại người yêu cũ, dòng sông xưa sao vắng lặng, chuyến đò đưa em đâu rồi cô lái đò xin thăm, lòng băn khoăn thương nhớ chuyện ngày xưa. Trời ơi, ông uốn éo từng chữ luôn vậy đó. Đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò, mình bấm thật mạnh. Không đồng ý, mình có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1. Các bạn đã bấm nút rất nhanh dưới sự tán thưởng, tán dương và ủng hộ của rất nhiều người. Và hy vọng rằng cái quyết định ngày hôm nay không làm cho các bạn thất vọng về sau. Nhớ nha, hôm nay mình là đàn ông, mình nói cái gì trong chương trình, nói được là làm được. Chị rất là tin tưởng em, đừng làm chị thất vọng nha. Như cho anh xin nói câu. Nói đi em. Như em thí dụ một cái cây đó đi, đang đứng, mình nhắm giác nổi mình mới cốt, còn không giác nổi đừng nên cốt người ta xuống. À hiểu. Người ta chết giữa dọc đường không ai nói là cái cây dính liền được đâu. Đó là một cái câu nói rất là nhân văn, cảm ơn em. Chúc mừng hai bạn. Đây là một cái phần quà để cho em làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim, nhân tiện lên đây khoan về vội, đưa bạn gái đi xem phim nha. Chúc hai em. Wow. Mời hai em ngồi. Tôi hơi hoang mang, không biết hai chàng trai tôi đủ tuổi chưa nữa. Mời hai bạn nữ. Rất phong cách, rất cá tính. Trời ơi, rất xinh đẹp nữa Tường ơi. Bớt đi, bên đây tôi đang lo hai. Wow. Cái gì vậy? Trời ơi trời. Hả? Em phải wow luôn đó. Wow luôn hả? Ở đây có một bé xinh lắm. Nhưng mà bên đây hai chàng trai chị chưa đủ tuổi. Thì vậy ta. Để coi làm sao chứ thấy ngộ quá. Trời ơi, trai thanh gái tú không vậy? Phải không? Rồi quyết tâm Tường ơi. Rồi mình phải cố gắng Tường ơi. Bây giờ cho chị hỏi hai đàn trai của chị trước nè. Chào em trai ngồi chiếc ghế màu đỏ. Chào chị. Em năm nay nhiêu tuổi? Dạ em năm 22 ạ. 22. Hú hồn hú vía.
Tưởng đâu cỡ 17 chứ 22 được. Em nhiêu tuổi? Dạ em 25. 25, có nói thách không? Dạ không. Không phải không? Rồi, bây giờ hỏi chàng trai ở ghế đỏ trước. Em tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Thành Luân ạ. Nguyễn Thành Luân, năm nay 22 tuổi. Dạ. Em đang là sinh viên năm cuối của trường cao đẳng FPT Polytechnic. Và hiện tại em đang làm thêm là làm web và thêm nhận thêm cài win. À, mà tốt nghiệp chưa? Dạ, tháng 12 này sẽ dự kiến sẽ tốt nghiệp. Coi như sắp tốt nghiệp, có nhắm nhía chỗ làm nào chưa? Dạ, sắp tới là có rồi. Có rồi hả? Dạ. Wow, chưa có tốt nghiệp mà đã có chỗ làm rồi, ngon lành quá ha. Rồi Luân là quê mình ở đâu cưng? Dạ, em là người Đà Lạt ạ. Ở Đà Lạt? Ồ, vậy là em xuống thành phố Hồ Chí Minh học một mình thôi. Dạ, đúng rồi. Rồi còn chàng trai ghế xanh? Dạ, em tên là Trần Khánh. Năm nay em 25 tuổi. Em là người con của quê hương An Giang. Hiện tại em làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mà sao đen dữ vậy? Dạ tại vì em thích đen á chị. À thích đen. Hằng ngày công việc của em làm gì? Ở ngoài đường hả sao? Dạ dạ không chị. À thì cũng đúng, tại vì em cũng đi quay đi diễn. Dạ. Mặn mòi chất miền Tây quá ha. Dạ đúng. Được. Mòi đen thui thà lùi hả chị? Rồi hai chàng trai một cũng chàng. Không đen lắm đâu anh. Không đen lắm đâu, ý là mặn mòi thôi. Rồi hai rồi. Cô gái mình thì dạ, sao? Bạn nữ nè, bây giờ bạn nữ còn ghế màu xanh, em hãy giới thiệu về mình đi. Dạ chào mọi người, em tên là Như Quỳnh, mọi người gọi em là Chu Quỳnh. Chu Quỳnh. Chu Quỳnh hả? Dạ đúng rồi. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 nồi bánh chưng rồi anh. Mà em vẫn còn độc thân. Mẹ em thường nói là tại sao giờ này mình còn chưa tìm người yêu nữa. Dạ xin thưa không ai yêu con hết. À bây giờ mới tìm tới chương trình Kép Đôi Thần Tốc đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hiện giờ là em 23 tuổi. Dạ vâng. Công việc của em là gì? Dạ hiện tại công việc của em là chuyên viên VR. Quê mình đâu em? À, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quá dễ thương. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Ủa gái ngồi ghế màu đỏ, em hãy giới thiệu cho mình đi. Em tên là Phan Thị Nguyệt ạ. Thì năm nay là em 22 tuổi. Thì công việc của em là kỹ thuật viên spa và đồng thời thì em cũng có kinh doanh hải sản tươi và cá khô á chị. Là cái này là của nhà em kinh doanh thì em bán phụ rồi ạ. Quê gốc em ở Hà Tĩnh nhưng hiện tại gia đình em thì đã vào trong Cà Mau sinh sống. Còn em thì hiện tại làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi điểm mạnh điểm yếu của điểm em mạnh, là điểm yếu em luôn đi nè. Điểm mạnh của em á thì em khá là vui vẻ rồi lạc quan, thân thiện với mọi người. Nói chung em sẽ mang tới năng lượng tích cực cho người khác. Còn cái điểm yếu của em là cũng mạnh mẽ quá nên nhiều khi người ta thấy em hơi nhanh. Dạ. Điểm mạnh là mạnh mẽ mà điểm yếu cũng là mạnh mẽ luôn. Dạ đúng rồi. Em từ lập rất là sớm, là từ nhỏ luôn. Cho nên là khi mà đối đầu một cái công với là một vấn đề gì đó thì em luôn rất là mạnh mẽ, người khác cảm thấy em rất là gai góc. À ha. Nhưng mà tùy thôi ha. Cũng có rất là nhiều người thấy em rất là dễ thương. Nói chung là em sẽ có hai cái trạng thái hoàn toàn đối lập. Thì tùy thuộc vào cái đối tượng đó thôi. Bây giờ thì tới cô bé ngồi ghế màu xanh đi nè. Dạ thì em cũng giống như bạn bên kia. Bề ngoài thì gai góc nhưng mà bên trong thì rất là ấm áp. Điểm mạnh của em thì em cũng vui tính và hòa đồng. Và em cũng rất là thích hát ca. Thích là hát ca, hát luôn đi. Còn chờ gì nữa. Sẵn ở đây em hát luôn đi. Vậy thì em sẽ hát một đoạn của bài Ánh Nắng Của Anh. Mọi người vỗ tay cho em đi. Okay, em quên tặng cái gì mất. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi anh cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Quá dữ, quá dữ dội luôn. Rồi có điểm mạnh là hát rồi, có điểm yếu gì nữa không em? Con gái mình phải nhẹ nhàng nhưng mà em thì rất là mạnh mẽ. Cũng lại là mạnh mẽ. Đúng rồi. Ở đây cũng có hai cô gái rất là mạnh mẽ. Ồ ha. Nhưng hai mà bên cô... trong thì rất là ấm áp ạ. Ở đây có hai cô gái mạnh mẽ. Hai cô gái hay biểu diễn là bây giờ hãy dùng tay của mình đầm nhất cái ghế mình lên. Dùng tay của mình đầm nhất cái ghế mình lên. Biểu diễn rồi cho mọi người xem sự mạnh mẽ của mình đi nè. Không, mạnh mẽ là trong tâm hồn mạnh mẽ. À, tâm hồn mạnh mẽ thôi. Dạ đúng rồi. Mà anh lại nghĩ cái bài nổi. Anh lại nghĩ cái bài nổi là non
nữa. Thiệt tình, không biết hai sao. Cái cô gái của mình hôm nay rất là lạ, điểm mạnh cũng như là điểm yếu, cho nên là tùy theo cảm nhận của các bạn nam. Nếu các bạn nam thấy đó là mạnh thì nó là mạnh, mà các bạn nhìn thấy đó là yếu thì nó là yếu. Nhưng mà trước tiên khi nghe giọng hát của cô gái ngồi ở ghế màu xanh, em cảm thấy như thế nào? Dạ, bạn hát rất là hay chị. Hát hay hả? Dạ. Mình hát thử một bài coi. Yeah. Đáp lời. Đáp lời chứ. Chàng trai ở ghế màu xanh nha. À, em xin hát một đoạn điệp khúc đó chị ha. Ok em. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rất là ý nghĩa nha. Rồi. Sao sao? Bạn ngồi ghế hồi xanh đây, xuất sắc, xuất sắc. Xuất sắc, xuất sắc. Phải, chạy nước miếng, chạy nước miếng. Khánh, là điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì em rất là gần gũi với lại tất cả mọi người. Thêm cái nữa là em biết nấu ăn. Món nào em nấu cũng được hết. Nói chung là món miền Tây, món miền Bắc, món Trung, món Âu em đều nấu được. Wow, hay vậy, có đi học không mà sao? Không chị, nói chung là em cũng đam mê chị. Thì là có, cũng có cái khiếu. Dạ, em cũng rất là máu lửa trong nghề và trong tình yêu luôn. Máu lửa trong tình yêu là như thế nào? Thì nói chung là em yêu là em sẽ yêu hết mình. Và em sẽ chiều bằng nữ hết mình. Điểm yếu của em là nóng tính ở trong công việc thôi chị. Xong em hết dặn xong là qua chị. Chứ em không có bộc lộ ra ngoài. Nóng tính trong công việc. Em phải cọc chút xíu thôi. Cầu toàn hay là tại dạ, vì khó toàn chịu hả? Những cái dạ, cái mà. Em là người cầu toàn. Nói chung là lúc mà em cọc nhất là em sẽ bỏ đi chỗ khác. Rồi xong rồi sau đó là em ngồi em tịnh tâm, em uống nước gì đó. Rồi sau đó em sẽ quay trở lại công việc của mình. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu mình là gì chàng trai 22 tuổi? Dạ, điểm mạnh của em là em có thể chơi bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền. Em thì cũng có thể chạy điền kinh và nhảy xa. Em cao mét mấy? Dạ, mét 80 ạ. Mét 80, nặng nhiêu ký? Dạ, có 60 ạ. 60, sao mà chạy quá ốm hả? Dạ, ngày xưa chạy khỏe hơn, giờ nghỉ lâu. Giờ còn chạy nổi không? Dạ, vẫn được. Vẫn được. Ăn nhiều không? Ăn nhiều mà nó không mập ạ. Ăn nhiều không mập, vậy là thiếu một bàn tay chăm sóc. Đúng không? Hiện tại là giờ ai nấu cho em ăn? Dạ, em với bạn tự chế. Rồi điểm yếu? Dạ, em bị cấu bẩn khi ăn. Khi mà em đói em bị cấu bẩn. Là đúng, quạo với người. Dạ đúng rồi, đó, đúng rồi. Đó, đúng lúc đó là em dữ lắm. Em dữ em làm gì ta, em làm gì thì, mọi người xung quanh? Ý là nhìn với mắt hình viên đạn. Không hiểu là đâu. Ủa mà em đói thì em tự nấu em ăn chứ mắc mới gì mà em cáu giận người ta. Em nói em dạ, tự không, nấu ý ăn là mà. Lúc đó là đừng ai đụng em hết á. Em sẽ cấu mọi thứ. Sao là cái lời cảnh báo là tôi đang đói đó nha, tôi đang đói đó nha, con nhìn bằng ánh mắt. Rồi nhưng mà bây giờ tôi đang thắc mắc nè, mới có 22 tuổi nè, rồi tình trường đó giờ sao rồi mà hôm nay đến với chương trình, động lực nào? Tình trường thì có hai mối tình nè. Hai mối tình. Mối tình đầu thì là do là bọn em quen hồi mà cấp 3 để thi đại học thì bọn em không quen nữa. Còn mối tình thứ hai thì bọn em quen được 2 năm thì không hợp về ý kiến là em sẽ về quê chứ không làm ở đây lâu dài á. Là sao em muốn đi về quê? Dạ đúng rồi. Dạ, ý là em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn vài năm xong rồi em sẽ về Đà Lạt. Dạ. Mà bạn gái em thì không muốn như vậy. Dạ đúng rồi. Nên chia tay. Dạ. Em khẳng định luôn là tương lai em là em sẽ về quê luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Tại vì em là con một á. Muốn tìm một được một người như thế nào? Dạ thì tìm được một bạn miễn sao con gái là được. Miễn sao con gái là được. Hả? Cái gì? Cái gì? Em đừng nói cái gì. Miễn sao con gái là được. Cái gì vậy trời, mình phải có tiêu chí chứ, mình cũng ngon lành mà em. Đương nhiên phải con gái rồi. Nói chung là bạn gái mà tóc ngắn thì sẽ hút em hơn. Thích tóc ngắn. Sao nữa, có gì thích gì nữa? Hết rồi, tại em không có gu nhất định. Em ít ra đường á, ý là công việc em là em sẽ tập trung ở nhà á. Nên em máy tính nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ, rồi thí dụ giờ có bạn gái rồi biết làm sao không? Rồi đi chơi đi đồ ở đâu rồi biết không? Rủ về cốt chung. Rủ về cốt chung. Trời ơi, đâu có được, tuổi trẻ phải đi ra ngoài chứ tự nhiên. Nhưng mà tóc ngắn là hút em hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để coi hôm nay đầu đính đâu ổn không? Được. Có cô đội. Trời ơi quá trời quá đất kìa Tôn. Trời ơi, một cô đầu đinh, một cô tóc tém luôn, thiệt tình luôn. Còn em trai thì bạn ở ghế xanh thì em là tình trường sao? Tính từ hồi lúc cấp 3 tới giờ là em trải qua 4 mối tình. Có cái nào mà nó sâu đậm với em, để lại cho em nhiều cái gọi là ray rứt như? Dạ nói chung là bạn nữ thứ tư là bạn làm cho em cảm thấy rất là, nói chung là mình sâu đậm với bạn nhiều hơn.
Nói chung là tại vì do cái tính chất công việc của em với lại bạn á chị, rồi nhiều khi em đi hoài á chị, tức là đi làm á hả? Dạ đi làm á chị, tức là em cũng đi quay khuya rồi đi này đi kia, rồi bạn cũng lo cho em nhiều lắm. Ừ. Dạ. Nói chung là hai tụi em đã quyết định dừng lại chị, mà mặc dù là em với bạn đó cũng còn rất là thương nhau vậy đó. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ chia tay được bao lâu rồi? Dạ một năm rồi chị. Rồi bây giờ mong muốn tìm một người như thế nào nè? Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Nói chung là em không có mẫu hình cụ thể chị. Nói chung là miễn là cái bạn nữ đó cho em một cái cảm giác đó là gia đình của em. Kiểu như là bạn nó hiểu cho em, có cái gì thì bạn cũng sẽ chia sẻ với em, và em có gì bạn em cũng sẽ chia sẻ lại. Để mình yên tâm đây là cái người hiểu mình là đi dạ. đâu mình cũng muốn quay về. Em muốn nó nằm giữa chị, tức là vừa cổ điển mà vừa phải là hiện đại. Cổ điển cá tính hả? Chút xíu. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Gì? Từ từ anh. Anh từ từ làm anh. Gì đã? Cổ điển thì em có cái gu dạng giống vậy không? Hợp lý quá trời. Hợp lý đúng không? Hợp lý quá trời luôn á thiệt. Hợp lý quá trời rồi. Rồi, đó là vậy hai đó. Chàng trai của tôi ngày hôm nay. Còn hai cô gái đầu đinh đầu trọc gì bệnh đó, chia sẻ đi. Cô gái tóc tém trước nè. À, ghế xanh hả? Chị tình yêu của em thế nào, ghế màu xanh? Dạ thì trong suốt cái khoảng thời gian là 23 năm nồi bánh chưng của em á, thì em có khá là nhiều mối, nhưng mà quen á thì chỉ có hai thôi. Một mối. Mối thì rất nhiều. Dạ đúng rồi, mối nhiều lắm. Nhưng mà một ổ á, ổ thì có hai ổ thôi. Đúng rồi, hai ổ thôi. Tại vì mẹ em nói á là con gái ơi, mày nhiều mối quá, tối mày nằm không, không ai cưới mẹ trơn. Buồn, em buồn lắm anh, em rơi rứt lắm. Nhưng mà cũng có hai ổ rồi, bây giờ kể một cái ổ nào cho anh nghe coi. Hai ổ thì có một ổ là em nhớ nhất là em với bạn đó quen nhau được 3 năm. Lúc đó thì em đang học lớp 11. Cái bạn nam đó là anh trai của bạn thân em thời em còn học cấp 2. Chà. Kiểu là đi coi phim, bạn em rủ đi coi phim thì có anh bạn đi chung. Thì coi phim về xong rồi tự đập vào nhau thôi. Tự đập đầu vào nhau mà. Đấy, đúng rồi. Mà yêu. Mà yêu thôi. Vì sao hai người không còn yêu nhau nữa? Cái đầu ra là không đập vào đầu. Dạ đúng rồi, tại đau quá, đau quá. Vì sao đau? Tại vì bạn đó thì rất là tốt, bạn rất là tốt. Nhưng mà do em là một người con gái khá là cá tính, khá là mạnh mẽ. Cái là mạnh mẽ trong cái tính á. Em, còn bạn thì là một người kiểu hơi bị sống cảm xúc á anh. Là em muốn một người nào đó có thể bảo vệ được cho em. Mối tình thứ hai là sao? Mối tình thứ hai thì nó cũng qua nhanh. Cũng khoảng 6 tháng. Cái thời điểm đó thì em có đi quay phim. Tại vì em làm bên đoàn sản xuất anh. Thì em có gặp cái bạn đó. Bạn đó thì là cameraman. Dạ. Thì tính chất, camera. Do tính chất cái công việc của bạn. Sống mình đồ hả? Đồ con rồi đúng không? Đúng rồi, chính xác luôn. Đó. Xong rồi nhưng mà do tính chất của công việc của bạn thì bạn đi lại nhiều. Đâm ra là mình cũng phải về chừng cho anh. Chứ đâu phải là mình cứ thả cửa cho bạn đi được. Đúng rồi. Rồi sao chia tay? Thì vô tình thì em cũng phát hiện ra bạn có tìm hiểu những cái người khác nữa. Đó. Nhưng lúc đó em có nói không hay là dạ chị? Có. Em phát hiện ra thì sau đó thì em mới gặp bạn và nói về cái vấn đề đó, và bạn cũng có xin lỗi em, cũng có muốn là quay lại. Thì em cũng lúc đó là mình gọi là yêu quá hóa mù á chị. Yêu quá hóa mù. Đó, xong rồi em cũng ok, cũng em sẽ tha thứ cho anh một lần thôi nha. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Dạ. Rồi, không phải dân là quay phim thì thiệt luôn á thiệt. Xong rồi cái rồi cũng tan vỡ. Gu của em thì cũng đơn giản thôi chị. Biết ca biết hát cho vui nhà vui cửa thôi. Đó rồi nấu ăn thì em cũng có thể nấu. Bởi vì ôi em thích làm đồ ăn vặt lắm. Dạ. Về với em là không sợ đói. Xăm cũng được, không xăm cũng được. Xăm cũng được. Ai bên nhưng kia mà... có hai cặp xăm chân mày, xăm môi quá trời luôn. Nhưng mà phải ngon từ thịt ngọt từ xương nha. Ngon là sao? Ngon sao? Là bóng bẩy, thơm tho sạch sẽ, đen một xíu cũng được, sao? Đen xíu cũng được, không sao? Đen cũng được, có thể dưỡng trắng được, có thể dưỡng trắng được. Tại vì em cũng ngâm mà, em đâu có trắng trẻo gì đâu. Bên kia đâu có dân thể thao. Cố gắng nha, gặm nhấm coi có ngon từ thịt ngọt từ xương không đúng nha. Đúng rồi chị. Cô gái bên này thì sao nè? Trời ơi, nãy giờ im lặng quá hay kỹ vậy? Quá. Chuyện tình yêu mỗi nào? Mỗi cười mỗi vẻ. Thiệt tình cười với một cái là rụng rời luôn á. Dạ em thì em có hai mối tình thôi. Nhưng mà cái mối tình đầu tiên của em thì nói chung đó cũng chưa hẳn là yêu đâu. Chỉ là giai đoạn tìm hiểu trong vòng chưa tới 3 tháng nữa. Em đối với bạn đó không phải là yêu thích, mà giống như là mình cảm thấy mình biết ơn người ta nhiều hơn á. Tại vì trong cái lúc mà mình ốm người ta chăm sóc mình. Rồi dạ. Đó là mối tình đầu tiên. Mối tình thứ hai thì gần khoảng 3 năm á. À 3 năm bắt đầu cũng sâu đậm rồi, đã yêu rồi đó chứ. Tất nhiên là sâu đậm và nó có rất là nhiều chuyện. Thì cái thời điểm mà đang hạnh phúc nhất thì vào một buổi sáng nói chung nó cũng khá là âm mưu á.
Thì em có một cái sự xuất hiện của cái người yêu cũ. Thì ban đầu bạn nữ này nhắn tin với em á, thì khen là hai đứa đẹp đôi. Sau đó thì em có hỏi bạn nam, thì bạn nam đó người yêu cũ. Nếu mà nó dừng lại đó thì nó không có gì để nói cả. Bạn nó nhắn tin với bạn trai của em, giờ em có bầu rồi, bây giờ bắt buộc là anh phải cưới, còn không nữa là em sẽ nhảy cầu, em tự tử em chết. Em lấy điện thoại của bạn em nhắn, thì em nói là ngày mai anh sẽ tới để dẫn em đi khám thai, thử coi là con phát triển như thế nào rồi. Thì bạn nữ này đang khăng khăng là mình có bầu, thì nói là em bỏ rồi. Nghe cái lý do chính xác em chia tay, tại vì cái giai đoạn đó hai bạn hành em quá, em bị trầm cảm, thì sau đó em mất cân bằng trong cái cảm xúc của em. Bây giờ là cái mẫu hình lý tưởng người yêu em như thế nào? Ngoại hình thì cao ráo. Cao ráo. Ở sạch nha. Ở dơ là về, ví dụ bày ra em không thích dọn đâu. ai bày người đó dọn. Một cái nữa là, thứ nhất là dây dưa với lại bạn cái cũ thai nữa, đừng có em cái người gió bão bùng gì ở đây hết á. Hai bạn ở dưới là mình hôm nay mình đi theo ủng hộ ai vậy? Dạ, em là bạn đồng nghiệp của Quỳnh, em tên Hưng. Là hai bạn đều là người nhà của bạn Quỳnh ở Ghế Xanh. Nãy giờ em theo dõi câu chuyện thì em có suy nghĩ như thế nào? Em thấy thì bạn Ghế Xanh bên này rất là phù hợp với lại bạn của em. Vẻ bề ngoài thì đúng theo những cái gì mà thường ngày bạn hay nói với em. Là Xanh, phù hợp với Xanh. Dạ. Em là biết chị Quỳnh là tính độ nhai rồi, em cũng mong muốn là một người hay để kiểu như là kèm chị Quỳnh lại đó chị. Quỳnh nhây lắm hả em? Dạ dạ. Nhây là sao? Nhây là hay kiểu gặp kẹo người này người kia hả? Dạ đúng rồi, bình thường mà kiểu như là đi làm trong công việc chưa thấy hình bóng của chị Quỳnh đâu là đã nghe hai tiếng của chị Quỳnh rồi. Rồi, cảm ơn ý kiến rất là gọi là vô thẳng trọng tâm như hai đứa em luôn ha. Như vậy là cũng giúp đỡ cho Quỳnh thêm ha Quỳnh. Như Tường sẽ cho tất cả các bạn chung nhìn thấy nhau để đo cái cảm xúc của nhau xem có cái luồng điện nào xẹt qua hay không nhá. Mở cửa trái tim. Wow. Mặn nhạt gì hôm nay có đủ hết trơn. Chơi với Trần Vân chưa? Đó, sao em thấy hôm nay hai cô gái, cô tóc tém, cô tóc trọc thì em thích cô nào? Em ấn tượng bạn cái đó thôi. Mình tên Luân ha, mình hiện tại là sinh viên năm cuối. Là dạ. Mình đang làm về mảng IT, thì bạn có thể sau này mà có cần update Win 11 thì cứ liên hệ mình. Dạ. Đúng vậy, chơi game không? Đúng vậy, nhà chơi game không? Bạn có thể chơi game thì rất tốt, tại mình cũng ghiền game. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa là giờ đi kiếm bạn gái hay kiếm người chơi game? Kiếm đồng đội với bạn gái luôn. Kiếm đồng đội luôn? Dạ. Trời đất. Rồi sao? Cảm nhận của cưng như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mới mở ra? Dạ, em cảm thấy hai bạn rất là xinh. Trong người có rần rần gì chưa? Có cảm xúc gì xẹt qua xẹt lại chưa? Cũng có đó chị. Cũng có là ha. Ôi, trời sợ giật. Không sợ ai giật của ai đâu. Không ai giật của ai đâu, đừng lo. Trời ơi, trời mày cao trời dữ ơi. À em cao mét mấy? Dạ em cao mét 71. 71, bạn này mét 8 đó hả? Cao ghê thiệt ha. Thì hôm nay em có làm một chút bánh cookie tặng cho hai bạn. Tại vì mọi người nói là con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim của người đàn ông là qua dạ dày mà chị. Là hy vọng là sau khi thưởng thức nó thì sẽ để lại một chút vương vấn trong trái tim của hai bạn. Chút xíu nữa đau bụng á. Hy vọng hôm nay các bạn thưởng thức xong đau bụng là mình sẽ nhớ nhau mãi mãi. Rồi vui ra ăn luôn đi em. Người ta làm mời mình ăn mà. Có một điểm nho nhỏ đó là cái trọng lượng của hai túi nó sẽ khác nhau. Rồi bên đây đâu, coi tôi coi khác nhau. Mọi người đếm số bánh đi ạ. Ăn đi, ăn đi. Đếm số bánh đi nè. Xin lão bệnh, mấy cái? 5 cái. Xin lão bệnh tử sinh á. Còn bên này mấy cái? 5 cái nè. Ủa, cũng mấy cái? 6 cái. Nhỉnh hơn một chút xíu. Rồi, cái đi. Rồi, thiệt. Ăn đi, ăn Ủa, đi. Ủa sao hai cái giống nhau mà em có cố tình không hay là? Dạ em cố tình anh, tại vì trọng lượng của hai cái đó sẽ khác nhau. Bạn nào sẽ có nhiều hơn thì em sẽ phải đổi của bạn đó. Ôi, một lời nhắn nhủ ghê quá vậy ta. Hay quá à. Ăn thử coi, mở lâu quá. Hy vọng là sẽ ngon. Trời ơi, làm gì nguyên cái giọng lượt cho thằng nhà bà hàng nhỏ thiếu ăn thương dễ sợ luôn. Ăn không nhâm nhi bỏ. Hồi nãy nhỏ nói là không có ăn là nhỏ cọc. Đúng rồi. Sợ ăn vô cọc hơn. Nãy giờ đói không cưng? Ngon không? Ngon không? Bánh nó mùi vị như thế nào? Thơm. Thơm. Nhưng mà em mới có 5 cái à. Đây nghe cái người 6 cái phát biểu nè. Sao? Ngon chị. Ngon thiệt rất không? Rất ngon chị. Tại nó rất ngon thiệt hay là tại nó 6 cái? Ngon thiệt chị. Ngon thiệt hả? Phù hợp với lại cái khẩu vị của em. Hôm nay thì em có hai cái món quà để gửi tặng cho hai bạn. Giống nhau hay khác nhau vậy em? Giống thôi. Giống thôi hả? Chứ không có bên 5, bên 3, bên 5, bên 6 không em? Dạ tại vì là em làm về lĩnh vực làm đẹp á. Cho nên là em thấy cái mùa này thường cái thời tiết bắt đầu nó khô. Thì thường môi sẽ rất là dễ bị khô. Đúng, da môi khô nè, thấy da môi khô nè. Với lại một cái nữa là thường bây giờ nam mình
Đang dịch á, mình hay đeo khẩu trang, cho nên mấy bạn có thể tranh thủ thời điểm này để dưỡng môi cũng được. Cảm xúc của em như thế nào khi gặp hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay? Em thấy cái phong cách ăn mặc của hai bạn rất là đẹp. Người thì chín chắn trưởng thành, còn một người thì trẻ trung, năng động. Còn em thì sao? Em rất thích cái đẹp, nên là ai đẹp em cũng thích hết. Còn tài năng gì nữa không? Ngoại hát còn làm gì nữa không? Beatbox chút xíu. Beatbox, ok, mời em vỗ tay. Vâng, cũng lâu lắm mà em mới beatbox lại, thì mong có gì sơ sót thì mong mọi người bỏ qua cho em. Rồi, nha. Ra giữa sân khấu đi em. Dữ dội. Ghê không? Ngon chị. Ngon. Mà lem. Ngon chị. Ngon. Mà lem. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Đúng rồi. Ăn không? Chắc ăn rồi đó. Chắc ăn rồi đó. Thôi bây giờ em muốn anh ghế đỏ hát nè. Ừ, đúng rồi đó. Đứng lên hát biểu diễn đàng hoàng. Nhỏ cao quá. Đó. 2 3. Tự tin nè. Ngày sông thời gian anh tìm về những ký ức hôm nào. Lúc tìm trong trí nhớ ngày gặp của anh, về như bóng gian của em. Ngày em đến bên anh là món quà anh thầm ước nguyện từ bấy lâu. Ngày em đến bên anh là ánh dương mang tình yêu ngập tràn nơi ai. Anh thương em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội chia xa. Anh yêu em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội buông tay. Wow, dạ. Rất đẹp trai, hát rất hay. Hay không em? Hai đứa bạn nhỏ gì vậy? Hai đứa bạn nhỏ hay không? Hỏi thiệt. Ủa mà nãy giờ tôi mất cái vị trí này, hai người nói chuyện nhỏ nhỏ gì với nhau hả? Tự nhiên hai người tính nói nhỏ vậy, tính chia hả? Chia vậy? Chị. Chia hả? Dạ chia. Bạn trước chia để không bị trùng. Phải không? Trời ơi, hai người này bằng cách chia để không bị trùng luôn kìa. Chị đã dặn em rồi, bỏ bớt cái chuyện tâm sự với phụ nữ đi. Không có chia bơ gì trơn, dằn vật cho chị. Nha. Dạ rồi. Bây giờ hai cô gái muốn thể hiện tài năng gì không nè? Chắc là em sẽ hát. Rồi, mời em. Dạ. Mời em. Em hát một đoạn thôi. Ok. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi đây, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu hỡi, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy. Nhiều thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây ban đầu. Sao nghe giọng như thế nào? Hay chị. Hay à, nhẹ nhàng. Yeah. Sao cưng còn quýu không? Hay quá. Hay quá hả? Yeah. Hay quá, vỗ tay chưa? Dạ yeah, rồi. Thì lúc mà hai bạn chia sẻ, hai bạn có nói là tính hai bạn khá là cọc. Đúng không ạ? Em thì cũng khá là cọc tính. Nhưng mà em đã thay đổi được. Rồi không biết là khi mà có cái sự liên kết giữa hai người á, thì các bạn sẽ thay đổi như thế nào, có chấp nhận là thay đổi vì người mình yêu hay không? Anh cộng thì anh chỉ cộng vậy thôi. Và khi mình có mình nếu như mà mình có quen nhau á thì anh sẽ tiết chế lại cái tính của mình. Thì dù là anh sai hay là em sai thì anh cũng sẽ là người xin lỗi. Anh cũng sẽ là người xin lỗi. Đó. Rồi mời anh. Yeah. Em thì lúc cọc thì em chỉ cọc lúc khi ăn thôi. Thế là mình sẽ né bạn nữ ra để tránh cứ lúc đó là mình sẽ bị cọc. Tại vì có lúc mà đói là mình né ra. Dạ. Yeah. Hồi nãy thì em nói cái vấn đề của em là không có thích cái kiểu mà còn dây dưa với bạn gái cũ. Em hỏi hiện tại cái tình trạng này thì hai anh có đang mắc phải cái nào hay không? Thì mình là một người là rất là dứt khoát với người yêu cũ, thì mình sẽ không làm bạn với người yêu cũ dù có thế nào. Vì chuyện đã hết thì chuyện đẹp sẽ chuyện tình gian dở. Chuyện tình gian dở. Còn em sao nè? Dạ thì nói chung là hiện tại thì em cũng đã quên đi cái mối tình cũ rồi chị. Rồi ví dụ như giờ ra riêng rồi, hai chồng trong nhà rồi, mình có phụ, mình có sẵn sàng phụ vợ làm việc nhà không? Dạ được ạ. Lau nhà, quét nhà, nấu cơm, bảy những món trứng mì là làm hết. Biết luôn, nấu ăn, giặt đồ, lau nhà. Dạ.
Rửa chén. Dạ, rửa chén được. Làm được hết phải không? Thôi hỏi cho vui thôi, yên tâm. Việc lấy nhau, yêu thương nhau đi. Còn những cái chuyện nhà nhiều khi giặt giũ đã có bột giặt Joy 2-1 hỗ trợ cho gia đình mình rồi ha. Yên tâm ha, lấy nhau là có tới 3 năm xài bột giặt miễn phí nha các bạn. Rồi, một chút xíu bàn luận để cho các bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn. Ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Thưa quý vị, mỗi người đến tham gia chương trình ghép đôi thần tốc đều có hai cơ hội như nhau. Chúng ta ngồi ở vị trí của mình và có quyền bấm nút chọn hai bạn ở hai ghế đối diện. Thì bên mỗi cánh tay của các bạn bên phải đều có hai cái nút bấm. Nếu mình thích cái người ngồi ở vị trí ghế màu nào thì mình cứ mạnh dạn bấm vào cái nút đó. Nếu chúng ta chưa rung động với ai cả, chúng ta có quyền không bấm nút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần khoảnh khắc quyết định của anh Hứa Minh Đạt. Bây giờ tất cả mọi người hãy đặt tay lên công tắc, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Sau 5 tiếng đếm của Đạt, mọi người hãy ra quyết định của mình. 5 4 3 2 1 Tính hai bạn khá là cầu, đúng không ạ? Khi mà có cái sự liên kết giữa hai người á thì các bạn sẽ thay đổi như thế nào, có chấp nhận là thay đổi vì người mình yêu hay không? Anh cộng thì anh chỉ cộng vậy thôi. Và khi mình có mình nếu như mà mình có quen nhau á thì anh sẽ tiết chế lại cái tính của mình. Thì dù là anh sai hay là em sai thì anh cũng sẽ là người xin lỗi. Mời anh. Yeah. Em thì lúc cọc thì em chỉ cọc lúc khi ăn thôi. Thế là mình sẽ né bạn nữ ra để tránh cứ lúc đó là mình sẽ bị cọc. À, cái lúc mà đói là mình né ra. Dạ. Hồi nãy thì em nói cái vấn đề của em đó là không có thích cái kiểu mà còn dây dưa với bạn gái cũ. Em hỏi hiện tại cái tình trạng này thì hai anh có đang mắc phải cái nào hay không? Thì mình là một người là rất là dứt khoát với người yêu cũ. Thì mình sẽ không làm bạn với người yêu cũ dù có thế nào. Vì chuyện đã hết thì chuyện đẹp sẽ chuyện tình dang dở. Hiện tại thì em cũng đã quên đi cái mối tình cũ rồi. Em cố tình anh, tại vì trọng lượng của hai cái nó sẽ khác nhau. Bạn nào sẽ có nhiều hơn thì em sẽ về đội của bạn đó. Ôi bắp. Tất cả mọi người đều có quyết định. Trước tiên thì tôi chúc mừng một cặp đôi ở ngồi ghế xanh ngày hôm nay. Các bạn đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Dạ, tôi phỏng vấn thằng em tôi một cái. Dạ, vấn đi. Ủa sao vậy cưng, ta chưa đếm gì trơn, cưng bấm nút rồi. Nhưng mà mình cũng thích thiệt mới bấm. Mà ngồi chọt chọt vậy đó hả? Dạ. Người ta dân IT mà cứ ở để vô cái bàn phím là bấm 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 liền. Còn mà sao em gái và em trai chị dễ thương vậy mà em không chọn vậy? Em thấy là về bạn dễ thương, đẹp trai, cũng biết cách cưng chiều bạn gái. Nhưng mà có một điểm là em không có thích bạn trai dành quá nhiều thời gian cho việc chơi game. Đó cũng là một cái mà em cần phải bớt bớt lại. Cái gì đó. Nói chung là thôi, bạn cũng còn trẻ quá, đương nhiên ai cũng có những cái đam mê thật. Tôi thấy có nhiều ông 30, 40, 50 tuổi vẫn mê game chứ đừng nói chi là một cậu bé 20 tuổi. Nhưng muốn có bạn gái rồi, lấy nãy em nói là chị rất khoái em ở cái chỗ bạn gái là trên hết. Đúng không? Bạn gái là trên hết. Nhưng mà có thể em truyền đạt nó chưa có đúng thôi. Chứ đang chơi game bạn gái gọi có đứng dậy đi không? Có. Có, người ta bạn gái là trên hết mà. Có nhiều hy sinh cho em hết đó. Gọi là chân chất. Hôm nay tiếc lắm luôn á, cặp này đẹp đôi vậy mà không bấm nút thiệt là tiếc luôn à. Thôi nhưng mà đó là quyết định của các bạn ấy. Thì mình phải chấp nhận thôi. Chúc cho hai em sẽ có nhiều cái cơ hội hơn nữa trong cái cuộc sống, trong cái tương lai sắp tới của mình nhé. Rồi, rồi mời hai bạn cặp đôi này thì qua đây. Rồi. Tôi đây đứng với chị. Dạ. Giờ sao? Giờ sao? Nắm tay nha. Trời ơi, bây giờ ăn nhẹ cái coi có ngon không nè. Hơi lạnh. Ăn coi có nó ngon không nè. Thì đến với chương trình này thì em cũng hy vọng là mình sẽ có một cơ hội cho cả hai. Tình yêu thì chưa chắc nhưng mà cũng muốn trở thành bạn bè. Ai biết được sau này mình đồng hành với nhau thì sao? Đúng. Thì biết được nhau là một cái duyên thì em cũng muốn là phát triển cái duyên này sẽ dài hơn nữa. Rồi sao? Hôn ngon cái đi. Trời ơi, nụ hôn. Rồi, khởi đầu. Biểu tay đi. Mối quan hệ tình cụm. Wow. Oh yeah. Nhưng mà tôi nhắc nhẹ nha, ở đây là vẫn chưa chủ động nha. Người ta đã không muốn làm chị nữa rồi, người ta muốn làm em. Người ta cũng đưa cái má ra mới đưa cái miệng vô. Đáng lẽ mình phải đưa trước. Lần sau là chủ động hơn trong những cuộc hẹn hò sắp tới. Có tin vui gì thì báo cho chương trình, báo cho chị Tường với anh Đạt biết, được chưa? Rồi,
Chúc cho hai em sẽ có khoảng thời gian hẹn hò với nhau thật là vui, thật là thú vị nhé. Thay mặt cho chương trình, gửi tặng mỗi bạn là một phần quà cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và cũng không dùng chất bảo quản. Rồi, xin gửi tặng cho em nha. Rồi, cái tay lạnh dữ vậy cưng. Chương trình xin tặng cho các bạn một năm sử dụng nước rửa chén Homemade, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tay. Đây, bên đây nha. Rồi, cảm ơn em. Và trước tiên thì Tường chúc mừng cho cặp đôi đã thành công ngày hôm nay. Chúc cho hai bạn đã trở thành một cặp. Dù các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã về chung một hướng cùng nhau rồi. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhãn hàng John gửi gắm qua chương trình. Bột giặt Joy hân hạnh tặng cho mỗi bạn một năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một nha. Rồi. Và đặc biệt là nếu như hai bạn, giống như hồi nãy chị Tường có nói trong chương trình, hai bạn mà hẹn hò nhau, tìm hiểu mà tiến tới hôn nhân, thì lúc đó nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng cho các bạn là 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Yên tâm ha, cứ yêu nhau, ăn uống, chơi bời thoải mái, hoặc giặt quần, giặt áo có bột giặt Joy lo rồi, được không? Yeah, được. Rồi, nhưng mà đừng có buồn, hôm nay tình yêu chưa có thôi, nhưng rất là nhiều quà đem về. Thì dù là thất bại, không có tìm được tình yêu, nhưng mà nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1 vẫn dành tặng cho mỗi bạn là 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1. Rồi, chúc mừng cho các bạn nha. Rồi. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media và siêu ứng dụng Netlove. Và một lần nữa Cát Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.